Ngày 14 tháng 9 năm 2011 là 7 giờ chiều, chúng tôi là có mặt tại thành phố Việt Trì, bàn giao cho cô Quỳnh một bộ bàn ghế Minh Phục Đạo tay 12, chất liệu gỗ dê đây. Trên màn hình đây là một sản phẩm này. Đây là cô chủ nhà đây. Rất cảm ơn cô đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm nhé. Cô tận bên nước ngoài nhưng cô chuyển tiền về đặt, cô rất tin tưởng, rất cảm ơn cô. Mọi người có nhu cầu thì có liên hệ với sở hữu tổng tài số điện thoại là 0987 51086.